cho. Rồi Tôi giúp bác nhận. cậu cho. Cảm Xin ơn cậu xem nè. nhé. Khách Có sáo sao gì gì sao? chứ. Cậu nói xem Ngủ có phải chung suy một nghĩ phòng của thôi bọn chứ con gái đều cực kỳ đơn giản không? Hả? Được rồi. Tôi cho Quên cậu thang xem cái đâu. này. Thế Người em khác thì không nào. biết, nhưng chắc chắn cậu ấy là loại cố chấp. Cậu Ngủ hiểu chung quá một vậy. phòng Cậu đừng bảo thích cậu ấy nhé. Tôi thích cậu. Tởm quá đi mất. Vậy cậu còn định từ hôn với cậu ấy không? Bớt nói mấy câu thừa thãi được không? Cậu 45, tôi 38. Cậu có tư cách gì nói tôi chứ? Tống Tử Kỳ, cậu nói gì vậy hả? Cậu kiếm chuyện phải không? Dỗ dành bạn cùng bàn của tôi đi. Dỗ cậu ấy vui thì tôi nhường cậu ba trái. Quyển nhỏ, cậu người rớn lộng lượng. Tôi sai rồi. Bỏ đi, tôi không sao đo với cậu nữa. Tôi diệt, chơi bóng nào.